Thưa quý vị các bạn, cùng với sự phát triển của xã hội hiện đại cũng là thời kỳ kỷ nguyên số bùng nổ với các phương tiện nghe nhìn truy cập thông tin nhanh chóng tiện dụng. Thế nhưng văn hóa đọc truyền thống vẫn được nhiều người lựa chọn để khai thác nguồn tài nguyên tri thức và họ chính là những người đang sở hữu kho tàng tri thức vô giá của nhân loại. Phóng sự được thực hiện tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Trong giới đam mê sách ở tỉnh Đắk Nông và một số tỉnh thành lân cận như thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Đắk Lắk, rất nhiều người biết đến anh Nguyễn Quốc Học ở tổ 4 phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Anh Học sở hữu kho sách quý với hơn 1.000 bản, chủ yếu là sách khoa học, sách văn hóa, phong thủy, triết học. Trong đó có những cuốn sách ra đời từ thập niên 60 cho đến nay vẫn chưa được tái bản, như Vũ Thể với Thời Gian, tác giả Martin Heidegger, Nhà xuất bản Quê hương, Kinh dịch với Vũ trụ Đông phương của tác giả Nguyễn Hữu Lương. Ngoài những loại sách khoa học, anh còn sở hữu những loại sách văn hóa dân gian như Nếp cũ tín ngưỡng Việt Nam, xuất bản năm 1970 của tác giả Toan Ánh, Cao nguyên Miền Thượng, xuất bản năm 1972 của tác giả Toan Ánh và Cửu Long Giang. Theo anh Học, hiện nay những cuốn sách này rất hiếm do sách xuất bản từ lâu không tái bản. Những thông tin trong sách là tài sản vô giá không thể truy cập trên mạng Internet, thậm chí ở các thư viện hay trung tâm bảo tàng quốc gia cũng không dễ tìm được. Sở hữu được kho tài sản vô giá là một chuyện, nhưng để biến kho tài sản đó thành nguồn tri thức phục vụ cho công việc, cuộc sống còn là chuyện khác. Thì mình hết đọc, không phải là mình chỉ đọc không, mà mình phải hành nữa. Có nghĩa là mình phải viết ra, ghi nhớ để mà hoặc là tại cái nguồn thông tin đó nằm ở vị trí nào, mà lúc mà khi mình cần á thì mình sẽ có được dễ dàng hơn. Đam mê tìm kiếm những thông tin bổ ích từ sách là làm giàu về tri thức. Ngày nay cuộc sống thay đổi, có nhiều sự lựa chọn để tiếp cận thông tin. Tùy vào nhu cầu sở thích khác nhau, mỗi người tìm cho mình một cách để sở hữu tri thức nhân loại. Dù số lượng người đến với văn hóa đọc truyền thống không nhiều, nhưng nó cũng không thể mai một. Tôi thì yêu sách từ cái thời còn học sinh ở ngoài Bắc, từ năm 13, 14 tuổi. Chúng tôi thường truyền nhau những cái cuốn sách đọc mà lúc bấy giờ nó khó khăn lắm. Thế nhưng bây giờ thì từ cái ngày hết chiến tranh đến giờ tôi vẫn yêu sách. Mà lúc nào tôi cũng yêu sách. Vì tôi thấy ở TV họ nói là sách vừa là bạn vừa là thầy là rất đúng. Bởi vì sách cho chúng tôi hiểu biết rất nhiều về những cái chúng tôi chưa hiểu biết. Và sách cũng cho chúng tôi rất nhiều cái để chúng tôi có thể lập nghiệp được. Thế mà mỗi ngày thì tôi chỉ dành cho sách được khoảng 3 đến 4 tiếng. Và cái lúc mà nó thanh tịnh ấy thì tôi ngồi tôi mới đọc thì nó mới nhập tâm. Hơn nữa là nếu như phải cuốn sách nào hay ấy, thì tôi có thể bỏ việc luôn, đọc cả ngày cho hết luôn. Lúc nào tôi cũng nghĩ tới chuyện đọc sách, là mua sách, chọn sách. Những hiệu sách lớn, đi đâu tôi cũng có một sách đem về. Điều này nó cũng rất là vừa là phù hợp vừa là yêu thích. Tôi cũng rất là yêu thích sách. Sách tôi trữ cũng rất nhiều. Các loại sách mà tôi thích thì dù có đắt gì cũng có thể dành dụm để mua. Thậm chí là nhiều khi mua một cái cuốn để tặng bạn. Những bạn mà cùng trong cái nhóm mà đọc sách thì tôi cũng hay tặng sách để khuyến khích mọi người cùng nghiên cứu, cùng trao đổi trong cái vấn đề mà mình đã lượm lạc được trong sách. Hiện nay cũng có không ít người quan điểm rằng thời đại công nghệ thông tin, mạng xã hội phát triển phổ biến, truy cập thông tin qua mạng Internet vừa nhanh, khối lượng phong phú, đáp ứng mọi nhu cầu thị hiếu như vui chơi, giải trí, thời sự, thời trang và cũng không loại trừ những thông tin giật gân câu view. Trong đó cũng có những thông tin chưa chính thống. Trước thực tế đó, có một số người coi văn hóa đọc truyền thống là như người bạn tin cậy có thể chia sẻ cho họ thông tin hay, chính xác và bổ ích. Cái văn hóa đọc truyền thống á, là nó đã qua cái sự kiểm duyệt rất là chặt chẽ để mà nó có được một cái sản phẩm này mà nó đến với người đọc. Còn những đối với báo mạng á thì qua nó mang tính thời sự nhiều hơn và có một sự kiểm duyệt của các cái cơ quan chức năng là nó còn hạn chế và có thể là có những cái lỗi khách quan và có những lỗi chủ quan. Thì theo tôi á thì đối với nền văn hóa đọc truyền thống là nó rất là phù hợp và nguồn thông tin rất là đáng tin cậy. Có người nói rằng muốn viết một chữ, trong bụng phải có một tấn chữ. Muốn nói một từ, trong đầu phải có 1.000 từ. Ngẫm ra thật đúng. Để sở hữu kho tàng tri thức, làm giàu vốn hiểu biết cũng như kinh nghiệm sống, thì bên cạnh hàng loạt cách tiếp cận thông tin,
Văn hóa đọc truyền thống sẽ mãi là nhịp cầu nối vững chắc và đáng tin cậy để con người đến với tri thức của nhân loại.